Tập 104. Nê nê không thích thầy giáo mới. Nè mọi người ơi, bây giờ tụi mình chơi ném banh đi đây nha. Ừ, chơi đây. Cho thầy chơi với nha. Thầy thì tất nhiên là được rồi. Không có thầy Shizuo thì chơi đâu có bốc lửa đâu. Trời ơi, gãi quá đi à. Thôi được rồi, bây giờ mình chơi ném banh thôi ha. Yeah, yeah. Công nhận còn trẻ thì khỏe thiệt đó nha. Em cũng trẻ lắm mà, nên hãy cùng chơi đi nào. Chơi lên. Mấy người có thấy dạo này bọn con trai trường mình hay bị ảnh hưởng bởi thầy Asukurushi không? Thầy làm cho cả trường này đầy nhiệt luôn, nóng ơi là nóng luôn, thiệt là mắc mệt hết sức quá. Tụi mình sẽ là con gái theo phái lạnh lùng nghe, quyết tâm làm cho bọn con trai phải giảm nhiệt xuống mới được á. Có được không vậy hả? Yeah. Nghe nghe nghe. À, trời ơi, mém nữa tôi cũng bị nhiễm luôn rồi. Đúng rồi, thầy ra dòng đây. Được rồi, hãy chuẩn bị đỡ đây nè. Do đây nè. Xui ghê, có chút xíu nữa. Trời ơi, có gì đâu mà xui chứ. Cố lên là được rồi, cố lên. Đúng là khùng hết trơn rồi. Lạnh lùng đi. Nè, giờ mình chơi trốn tìm đi nha. Được đó, chơi đây. Cơn giá lạnh. Nghĩ đi. Tự nhiên thấy trong người lạnh ghê luôn. Nè các em, cho dù lạnh cỡ nào thì mình cũng phải chơi cho tới cùng chứ. Đó mới gọi là con trai. Lạnh chút xíu có gì mà sợ chứ. Cố gắng lên các em à. Thầy sẽ luôn bên cạnh của các em. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được thử thách này mà thôi. Cố gắng lên. Hãy cố gắng lên. Lại bị cản trở nữa rồi. Thiệt là nóng thì tụi em đến chơi trong tiền mà. Đúng là cả thầy lẫn trời để mít ướt giống nhỏ trơn à. Bực mình ghê. Ủa trời đất ơi, sao tự nhiên mấy người cũng mít ướt giống họ luôn vậy? Nè, sao các em gái lại vô cùng lạnh lùng như vậy chứ? Tụi em hả? Không có thích nóng được chút nào đâu. Nào là đổ mồ hôi nè, khó chịu trong người nè, còn khô khan nữa chứ. Giống vậy hả? Vậy thì mình dùng một ít năng lượng thôi thì sao nè? Giống như vậy nè. Rồi, cố gắng lên nha. Cố gắng lên nào. Bạn ơi, kiểu đó là thì phải á. Nhưng mà mình thấy thầy Shizuo làm vậy cũng dễ thương chứ ha. Cố gắng lên nào. Bố cũng vui ha. Thích vậy không? Vậy thì hãy cùng làm thử nha. Cố gắng lên nào. Bố. Nê có thích làm như vậy hay không nè? Vài ngày sau. Nè, chơi trò đóng kịch không? Ừ, chơi đi. Mình cũng chơi nữa. Tụi mình cùng cố gắng nào. Có cái gì vui đâu mà cười dữ vậy không biết. Nê ơi, ông có phải là người nhện đâu mà đu không vậy? Nè, không biết tại sao bạn Nê lại không thích thầy Shizuo như vậy. Nè sao vậy? Lý do không thích. Quay. Lằng nhằng quá đây à. Thì đó chỉ là tâm lý thôi. Tôi không thích người quá tự tin như vậy đâu. Làm gì cũng hô hào, bùng cháy nóng nực, chật chội bực bội nực nội à. Ông hỏi tôi trả lời mà ông làm gì vậy hả? Nè, sao lại giận mình vậy? Nè, tại sao chứ? Bé Nê ơi. Thầy Shizuo ơi. Mình chơi đá banh đi thầy ơi. Được đó nha. Thầy Shizuo ơi. Chơi trò chút tìm đi thầy. Cái đó cũng được ha. Thầy Shizuo ơi. Mình chơi trò ông già rụng răng, đánh răng bị ọe ra đi thầy. Mình chơi đi. Cái đó ghê quá. Chơi đi thầy. Trời ơi, khó xử rồi đây. Mình chạy đua quyết định đi ha. Chuẩn bị nha, bắt đầu. Shizuo được các em nhỏ yêu mến rồi ha. Cậu ấy cũng có năng khiếu quá ha thì ha. Nhưng mà hơi tiếc là sắp phải chia tay chúng ta rồi. Không phải là sao thực tập cậu ấy ở lại trường mình để dạy tiếp hay sao hả thầy? Chuyện đó là do thầy Shizuo quyết định thôi. Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ. Hội thể thao trường lần này là lần cuối rồi ha. Yeah,
thầy Shizuo còn chút xíu nữa thôi là hết ở trường của mình rồi. Yeah, vui quá chừng quá đất luôn. Chà chà, thì là tội nghiệp quá đi ha. Ở đâu ra làm người ta giật mình luôn vậy hả? Tội nghiệp cái gì mà tội nghiệp chứ. Thầy Shizuo sắp chia tay mấy cậu rồi đó. Thôi tôi có việc phải đi đây. Ngày tiếp theo, ngày hội thể thao toàn trường sắp tới rồi nha. Chúng ta sẽ cố gắng luyện tập để lớp mình chiến thắng. Hãy cố gắng lên trong hội thao lần này đó nha. Yeah. Lần này tụi em nhất định cố gắng tập luyện để phá kỷ lục thế giới môn nhảy dây tập thể. Quyết tâm. Các em chuẩn bị sẵn sàng chưa nè? Nè Shin ơi, quay mặt qua bên kia đi. Ông không muốn nhìn mặt của tôi chứ gì? Không phải như vậy đâu. Vậy thì ông quay qua phía bên kia đi. Nói cậu cũng như không mà. Vậy đó, là tại bạn Shin á. Rồi sẵn sàng nha, thầy sẽ hô 2, 3 là các em cùng nhảy lên nha. 2, 3 1, 2, 3 bị mất dây mất tiêu rồi. Thấy gì mà cũng khó quá ha. Vậy thì khó mà giỏi lắm á. Không sao đâu, không sao đâu. Chỉ cần luyện tập nhất định sẽ giỏi thôi mà. Chuẩn bị bắt đầu lại lần nữa nha. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiếc quá, gần 20 cái rồi. Nè nè ơi, không sao đâu, không có gì cứ đâu. Cứ nghĩ như là ăn phô mai vậy nha. Có liên quan cái gì tới phô mai đâu nè, mà. Nè, đừng để ý chuyện đó nha. Đúng rồi, cố gắng là được mà. Nè. Ồn ào quá đây. Nè, sao lại có thái độ như vậy chứ? Mọi người đang động viên bạn mà nè. Đúng rồi đó nè ơi, mọi người đang muốn tốt cho bạn mà. Nhiều chuyện quá à, tại vì ông đã đụng tôi nên tôi mất thế rồi mắc dây chứ bộ, ở đó còn nói nữa. Đúng là quá đáng thiệt quá. Nè, em xin lỗi bạn mà sao đây. Xin lỗi đây. Thôi, các em bình tĩnh lại cái đã. Bình tĩnh lại, ngồi xuống uống trà rồi từ từ nói chuyện đi mà. Không cần như vậy đâu Xin à. Bạn Nene chỉ vì quá mắc cỡ nên như vậy thôi à. Không phải cố ý làm như vậy đâu nha. Bởi vậy cho nên tất cả mọi người hãy... Thầy nói này đừng có ồn ào rồi mà. Bực bội quá đây à. Thầy Asakuru Shizuo thấy ghét quá. Còn Masao cũng bị khùng luôn rồi. Tự nhiên cái chửi mình khùng à. Nene bị sao vậy? Hôm nay Nene cũng nghỉ nữa hả? Không biết có bị sao không ha. Lớp hoa hướng dương.